Oh, no. Ê. Các bạn cũng có thể chiên chả cào trước khi ăn nhé. Chả cào là món ăn giúp bổ sung nhiều quả protein và axit amin cho cơ thể. Ngày nay cô ca đi siêu thị nha, nay ngày 22 tháng 3. Chiếc xúc xích mini chắc hẳn sẽ rất là hấp dẫn. Chia sẻ chị em có thể thấy là các bạn chả cào chẳng hạn không thể khó. Nó nói vô ngồi xạo giờ la. Ê, nói đâu rồi? Nói đâu rồi con? Nói ơi, nói nè. Ê.